Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube chính thức của Doseco, nơi chia sẻ kiến thức và review các sản phẩm đồng hồ chính hãng. Khi nói đến đồng hồ Nhật, không thể không nhắc đến Orion, một trong ba hãng đồng hồ nổi tiếng hàng đầu xứ sở hoa anh đào. Nếu như Orion Marco mạnh mẽ và cá tính, Babino trang nhã cổ điển, trầm mặc, thì đánh giá Orion Sun Moon mang cái vẻ địch nám sang trọng, khiến cho người ta không thể quên dù chỉ gặp một lần. Mặc dù ở thời điểm hiện tại thì dòng sản phẩm này đã cho ra mắt thế hệ thứ tư, nhưng với thiết kế đẹp và ấn tượng so với các cái sản phẩm trong cùng phân khúc nên Orion Sun Moon Gen 2 vẫn luôn giành được sự quan tâm ưu ái của anh em. Trong video này, Doseco xin mời các bạn cùng chiêm ngưỡng mẫu đồng hồ Orion Sun Moon Gen 2 có mã là FET0T003T0. Bây giờ thì mình sẽ đánh giá chi tiết mẫu đồng hồ này để cho anh em có nhìn chi tiết hơn. Thiết kế mặt dial của Orion Sun Moon Gen 2 thực sự là một bản nâng cấp khác biệt so với phiên bản đầu tiên. Thay vì họa tiết độc nhất kiểu tia mặt trời sunburst của Sun Moon Gen 1, thì trên phiên bản Gen 2 này nó sở hữu mặt dial đa dạng với hai phong cách thiết kế. Một là kiểu mặt được trang trí bởi nhiều vùng họa tiết guluche phức tạp và chi tiết, còn một kiểu là dạng trơn, thanh lịch và dễ quan sát. Và trên mẫu FET0T003T0 thì sở hữu mặt dial trơn màu nâu độc lạ. Điều này khiến cho toàn bộ phần kim cọc số màu trắng trở nên nổi bật, tươi sáng và dễ quan sát hơn. Không chỉ nâng cấp trong thiết kế, bố cục của mặt dial Sun Moon Gen 2 cũng có sự thay đổi giúp cho mẫu đồng hồ này trở nên cân đối, hài hòa hơn. Đầu tiên dễ nhận thấy chính là ô đình ngày hình chữ nhật ở vị trí 6 giờ phiên bản Gen 1 đã được thế chỗ cho biểu tượng cùng với tên thương hiệu của nhà sản xuất đồng hồ Orion. Cùng với đó là sự cách điệu của ô đình mới với hình cánh cung dài hiển thị 3 ngày được trải từ 3 giờ đến 5 giờ khá độc đáo, đồng thời cũng giúp cho anh em có thể xem ngày ở trên mỗi đồng hồ này hết sức là dễ dàng. Hai mặt sắc đồ nịch thứ và Sun and Moon thì vẫn được giữ nguyên ở vị trí 10 giờ và 2 giờ, tuy nhiên chúng nó có sự thay đổi trong thiết kế nhìn đẹp mắt và tươi sáng hơn. Rõ rệt nhất chính là phần cửa sổ Sun and Moon không còn là cái hình ảnh mặt trăng mặt trời đơn điệu không màu sắc ở trên bản Gen 1, mà nó có sắc màu rõ ràng chi tiết khiến cho nền Sun and Moon sống động như cả vũ trụ thu nhỏ trong một chiếc đồng hồ. Ở phần cọc số, nếu như trên Sun and Moon Gen 1 là cọc vạch có phần cứng cáp, thì ở Gen 2 nó được thay thế bằng số nam mã cổ điển sang trọng hơn. Vì ngoài cùng là các cái chấm tròn nhỏ tinh tế giúp cho anh em thể xem giờ chính xác cái từng phút. Thiết kế kim trên phiên bản Gen 2 cũng được điều chỉnh cho phù hợp với phong cách mới này, đó là dáng kim mắt ngỗng của kim giây và kim giờ kim phút là dáng kim thanh lịch cổ điển. Còn ở trên mẫu Gen 1 thì phần kim này là dáng kim dolphin thanh nhọn cứng cáp. Phần viền bên gen và cạnh bên của mẫu Sun Moon Gen 2 FET003T0 thì được làm chất liệu thép không gỉ, mạo màu vàng hồng nhìn thời thượng và sang trọng hơn. Phần viền cạnh máy này thì được thiết kế bo cong tròn nhẹ tạo cảm giác mềm mại và đánh bóng, chứ không góc cạnh và mài sức mờ như ở trên mẫu Gen 1. Ở vị trí 3 giờ là núm vận chỉnh, trên mặt núm thì được khắc biểu tượng của thương hiệu Orion rất là tinh xảo, sắc nét. Về phần mặt kính, Orion Sun Moon Gen 2 được trang bị kính sapphire nguyên khối cao cấp, được thiết kế cong nồi thay cho cái thiết kế kính phẳng ở trên Gen 1. Thiết kế mặt kính cong thì cũng giúp cho mẫu đồng hồ mang phong cách cổ điển độc đáo hơn và khiến cho phần mặt số trở nên mắt sáng tốt, dễ quan sát hơn cho anh em. Với phân khúc giá tầm trung thì đây thực sự là một điểm cộng cho sản phẩm này. Trên mẫu Orion Sun Moon Gen 2 thì phần kích thước mặt cũng có sự thay đổi, nó được tăng lên từ 41mm thành 42mm và cái độ dày cũng được tăng lên từ 13,3mm lên thành 14mm so với phiên bản Gen 1, tạo nên một cái tổng thể hài hòa và mạnh mẽ. Với kích thước như vậy, nó sẽ phù hợp với các anh em có chu vi cổ tay tầm 15,5cm trở lên và theo mình sẽ hợp nhất với những anh em có chu vi cổ tay tầm 16,5-17cm. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành lên tay sản phẩm này để cho anh em cùng quan sát. Như chu vi cổ tay của mình là 16,5cm thì mẫu này thấy thực sự hợp lý, vừa vặn và ôm tay. Đây thực sự là một điều rất là đáng tiếc cho những anh em có chu vi cổ tay hơi nhỏ, vì đây thực sự là một mẫu hồ rất là đẹp và đáng sở hữu cho anh em. Về phần máy, mẫu đồng hồ Orion Sun Moon Gen 2 thì sở hữu bộ máy cơ tự động tương tự như ở trên phiên bản Gen 1, đó chính là cỗ máy Caliber 46B46 với 21 chân kính, tần số dao động là 21.600 lần/giờ và khả năng tích cót lên đến 40 giờ. Với cỗ máy Caliber 46B46 thì nó vẫn chưa có cái tính năng dừng kim giây và nên có tay. Ở trên phiên bản này thì độ chịu nước của đồng hồ cũng được nâng cấp lên thành 50 mét nước thay cho 30 mét nước ở trên phiên bản Gen 1. Điều này thì giúp cho anh em có thể hoàn toàn tự tin sử dụng đồng hồ trong những cái điều kiện sinh hoạt thường ngày như đi mưa và rửa tay. Về phần dây, mẫu đồng hồ Orion Sun Moon FET0T003T0 thì sở hữu dây da màu nâu và trên là do bò và vân cá sấu sang trọng cùng với những đường chỉ may chắc chắn tỉ mỉ. Mặt trong của dây da là lớp da nộn màu kem quen thuộc, đem lại cảm giác mềm mại và ôm tay khi đeo. Size của dây cũng khá là cơ bản là 22-20 nên là dễ dàng thay mới cho anh em khi sử dụng. Ở trên phiên bản Gen 2 thì nó cũng được trang bị khóa chống cập dây cao cấp thay cho kiểu khóa cài cơ bản trên Gen 1. Phần khóa này thì được làm bằng chất liệu thép không gỉ 316N màu vàng hồng, đánh bóng sang trọng và đồng bộ phần bỏ máy. Với việc sử dụng cái khóa chống cộp dây này thì giúp cho việc tháo mở dây của anh em hết sức là dễ dàng và nhanh chóng như sử dụng kiểu dây kim loại.
và đồng thời giúp cho dây sẽ không bị gập, trở nên bền hơn, đẹp hơn với cái kiểu khóa cài thông thường. Trên đây là video đánh giá chi tiết mẫu đồng hồ Orient Sunmoon 2 có mã là FPT0T003T0 của Doseco. Giá mới ưu đãi cho sản phẩm này bên Doseco hiện tại là 7,4 triệu đồng, chỉ bằng khoảng 70% giá mà hãng niêm yết, cùng với chế độ bảo hành 2 năm và nhiều ưu đãi thú vị khác cho anh em. Anh em có thể tham khảo thêm tại địa chỉ website doseco.vn. Doseco cam kết tất cả các sản phẩm mà shop bán ra thì đều là hàng chính hãng. Anh em có thể mang đi kiểm định tại các trung tâm uy tín trên toàn quốc. Nếu phát hiện hàng fake, Doseco sẽ hoàn tiền 100% cho anh em. Để mua sản phẩm này thì anh em có thể gọi số hotline mình để trong video tới mua trực tiếp tại địa chỉ cửa hàng mà mình để ở dưới phần mô tả. Nếu các bạn thấy thích hoặc thấy video hữu ích, vui lòng hãy like và share video cho những người bạn của mình. Và đừng quên để lại comment ý kiến của bạn về sản phẩm này. Để không bỏ sót những video thú vị khác của Doseco, các bạn vui lòng bấm nút đăng ký kênh. Video của Doseco xin đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Chào tạm biệt.